Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Sáng nay thì vợ chồng mình dậy sớm, xuống dưới ăn cơm sớm, rồi đi đón các cháu ở phi trường. Thì bây giờ là khoảng 6 giờ sáng rồi. Hôm nay là anh ngủ ít, 5 giờ sáng mình đã dậy. Thì 6 giờ hơn chút mình xuống dưới mình ăn sáng, ăn buffet. Xong xuôi là chuẩn bị đi ra phi trường đón các cháu. Bây giờ mời các bạn theo chân trường Lâm Nguyễn nha. Đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Sau bữa ăn sáng này đó, thì mình sẽ phải làm cái thủ tục trả phòng để mình rời khách sạn, đi lên phi trường Tân Sơn Nhất mình đón các con và các cháu của mình. Hôm nay các cháu và lại con mình nó đến. Mấy lần trước mình có quay buffet ở khách sạn này rồi, nhưng mà quay không có chi tiết đầy đủ. Thì hôm nay mình sẽ quay đầy đủ cho các bạn xem. Và mình cũng giữ để làm kỷ niệm khi mình ở khách sạn Alagon, Lăng Tích. Đây là món gì vậy cháu? Dạ, cá chiên chứ, À, cá chiên xù. cá chiên xù, còn này là sườn phải không? Dạ đúng rồi, sườn, sườn nướng. Sườn nướng với cá chiên xù. Và tiếp theo những cái món này là những món rất là đặc biệt ăn kèm chung với lại cháo trắng. À, mình rất thích ăn những cái món cá khô hay đậu phộng hay là thịt xay chung với cháo lắm. Còn bên đây là khu vực Lưu Xào. Thì họ làm sẵn lại với trứng nữa. Thì khu vực sáng hôm nay đầu tiên mình đi vào thì mình coi bánh cuốn, rồi tiếp tục là cháo, sau là vấn đề món ăn chả giò mình cũng rất là thích luôn. Hôm nay mình có cái món xôi đậu xanh nha, với dừa ở bên trên đây, ăn với lại muối vừng. Wow, đây là món cơm chiên. Bên đây là cái món mì xào đây, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà nhìn kỹ đó là nui xào, kế bên đó là cái món nui xào. Đây là món cheese với lại dưa leo, sosis. Thì ở bên dưới đây mình thấy họ để legume nè. Ai thích ăn legume buổi sáng để regime thì có thể làm một cái đĩa ăn thì rất là tươi, ngon. Còn về phần mình ăn sáng thì trước hết thì mình uống ly cà phê, rồi sau đó mình sẽ làm một đĩa bánh ướt với lại chả lụa. Thì kế bên mình có một cái trà mật ong, đây là bà xã bà làm cho mình. Sáng nào nó hai vợ chồng mình mỗi người làm một cái ly trà với lại mật ong uống để tầm bổ sức khỏe. Còn bây giờ mình qua bên khu vực bên họ trưng bày bánh mì. Và đây mình thấy có croissant au beurre. Đây là cái món ăn rất là ngon. Thì họ có cả cái mứt gừng nữa, với lại xí muội tươi. Đây họ có cái món bánh chuối nữa. Mình nhìn rất là hấp dẫn nha, ăn rất là bùi bùi, rất là ngon luôn. Thường thì sáng mình ăn với lại croissant, với lại ít bánh cuốn với phở là chính thôi, với uống cà phê. Tiếp tục mình quay cho mọi người xem, đây là cái khu vực họ trưng bày món ngũ cốc. Ở đây mình thấy có 3 loại khác nhau để ăn chung với lại sữa. Nói chung là người ngoại quốc họ thích nhất là cái mấy món này đây. Cái món này ăn để họ regime, ăn no mà có sức. Đó, bên đây thì mình thấy có confiture bơ nè. Đó. Bơ họ làm từng viên, bơ nguyên miếng và lại có phi tưa, công phi tưa là dâu với lại bơ mơ, mứt bơ và lại mứt dâu. Và lại món bánh mì nướng để mình chét công phi tưa lên mình ăn rất là ngon. Tiếp tục bên khu vực bên đây đó thì mình thấy họ để bánh mì lát nè, với lại những miếng bánh mì họ cắt từng khoang nhỏ. Rồi kế bên có cái lò nướng, ai thích thì tự nướng lấy một mình, rồi sau đó chét cùng phi tuy ăn hoặc là bơ rất là ngon. Cái tiếp theo là món trứng quậy với đậu hầm.
Hai cái món này là thường xuyên có ở trong tất cả các cái bữa ăn mà buffet nha. Tiếp tục là cái món cơm chiên. Cơm chiên nhìn cái màu mình thấy họ làm rất là bắt mắt. Tiếp tục cái bên đây là cái món mì xào. Đây là cái món mì xào legume đây. Ăn rất là ngon nha, mình đã từng ăn rồi, ăn thử ở cái buffet này rồi. Kế bên đây là cái món gà họ tẩm bột với lại để họ chiên lên á, cắt từng miếng ăn rất là ngon. Kế bên đây là cái món thịt xá xíu, thịt heo đó, món xá xíu. Đó là những cái món ăn, bây giờ mình sẽ quay qua cái khu vực khác cho mọi người xem. Thì ở trước mặt mình đây là cái khu vực khách sau khi lấy thức ăn ngồi ở đây ăn. Đây đối diện mình đây là cái quầy họ để trái cây rồi nước uống. Đây là khu vực để xe đây. Đó, đây là trái cây họ đây, đây là nước uống. Nước uống ở đây mình thấy chỉ có nước cam với lại nước dưa hấu với sữa với nước lạnh thôi. Ở đây mình có cặm chanh dây này. Để decoration ở đây thì mình thấy rất là đẹp nha. Đó, có thanh long rồi có cả dưa hấu nữa. Và dưa hấu đúng mùa nên mình ăn thấy rất là ngọt. Đó, chanh dây, dưa hấu, thanh long. Còn hướng khu vực bên đây là cái quầy bar nằm ở chính giữa ba khách sạn. Thì ở bên đây họ cũng có để một phần đồ ăn ở bên đây cho khách ở cái khu vực bên đây họ lấy đồ. Thì khu vực đế xe này thì mình thấy có thêm là món chuối nè. Món chuối rồi có dưa hấu rồi chanh dây, có chôm chôm, có cả táo. Cái này táo, cái mận ấy, táo nhỏ thôi. Còn khu vực ở bên đây tiếp tục là cũng những cái món giống ở bên kia thôi. Nên mình không có mở ra, mình quay cho mọi người xem. Đó, đây là cái khu vực bên khách sạn Alagon Spa đây. Đây họ trưng dụng để làm chỗ ăn cho du khách. Đó, đây là những cái món cơm sườn bì chả đây. Đây là chỉ có bì và chả thôi. Nhưng mà phải nói rất là ngon nha. Đây là cái cô mà phụ trách cái món trứng chiên, rồi ốp la, omelette rồi trứng quậy rồi phở. Đó, đây là cô này cô phụ trách kể cả cơm tấm nữa. Đó, cái món cơm tấm thì hầu như sáng nào mình cũng hay ăn lắm, ăn một cái đĩa nhỏ thôi rồi xong xuôi làm một tô phở hoặc là bún bò Huế. Thì nói chung nó là cái món súp ở đây thì khách sạn Alagon này họ thay đổi mỗi ngày nha, nhưng mà món phở hầu như ngày nào cũng có hết. Mà vì phở ở đây làm ăn rất là ngon. Mình thấy cái món phở, cái gu ở đây không có giống ở nơi khác nha. Đây cái tô phở của mình đây. Nhìn cái tô phở thấy rất là hấp dẫn và rất là thơm. Bốc mùi phở nữa. Mình thấy cái tô phở ở khách sạn Alagon này họ nấu á, giống như là phở bên khách sạn Royal Sài Gòn Hotel đó. Mình đã từng ở hai bên đây, phở ăn na ná giống nhau nhưng mà phải cuối cùng phải công nhận là rất là ngon. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng, sau khi ăn sáng xong xuôi bây giờ vợ chồng mình đi ra phi trường. Mà trước khi ra phi trường mình phải trả phòng rồi sau đó mới ra được. Rồi cái gì hy vọng đầu năm gặp lại. Đấy, chào. Đây, đây là cái gian hàng bánh mì rất là đặc biệt luôn đó. Hôm nay mình ăn no rồi mình không có làm nữa. Chứ bình thường mình làm thêm một ổ. Đấy, sau khi làm thủ tục trả phòng thì bây giờ bà xã mình gọi Grab. Bây giờ trực chỉ đi ra phi trường Tân Sơn Nhất đón các cháu nội ngoại luôn và các con. Là đi ra phi trường về đón bà xã. Rồi bây giờ mình đã đến giờ ra phi trường.
giờ xe Grab đến đón hai vợ chồng mình đưa ra phi trường đây. Thôi chào nghe, cảm ơn nhé, hẹn cái gì đầu năm. Hiện tại bây giờ là 7:35, mình đang trên đường Lý Tự Trọng đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ là đường Trương Định đây, mình sắp sửa đi ngang qua cái vườn tao đàn. Vườn tao đàn ở trước mặt mình ạ. Này vườn tao đàn đây, vườn bà hồ xưa đây. Hiện tại bây giờ xe đang ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại ngã tư Lý Chính Thắng. Đây mình chỉ thẳng là mình đi đến phi trường Tân Sơn Nhất. Sáng nay thời tiết ở Sài Gòn không được đẹp cho lắm, nhưng mà tương đối trời khá mát. Đây khu phố văn hóa 288. Đây cư xá 290. Bên trái mình là chùa Vĩnh Nghiêm nha. Hiện tại bây giờ xe bắt đầu đi lên cầu Công Lý. Cây cầu này hiện tại vẫn còn gọi là cầu Công Lý nha, chứ không còn gọi là cái cầu Nghĩa Văn Chồi. Xe bắt đầu đi vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ủa giờ cháu cô nghe ông gì không? Ông Nguyễn Phú Trọng ông mắc rồi sao ông thấy treo cờ? Hiện tại xe đang ở trên cầu vượt để đi vào phi trường quốc tế. Bên trái là ga quốc nội, bên phải đi thẳng là ga quốc tế. Hôm nay vợ chồng mình đến phi trường Tân Sơn Nhất khu vực ga quốc tế, nhưng mà là ga đến chứ không phải là ga đi. Hôm nay là mình hai vợ chồng mình đi đón vợ chồng con gái với mấy đứa cháu về du lịch ở Việt Nam nghỉ hè. Ok, rồi sau khoảng 20 phút rồi mình đã đến thị trường Tân Sơn Nhất đây. Chuyến bay Paris-Sài Gòn là VN10. Chuyến bay Paris-Sài Gòn VN10 8:05 dự kiến đến, nhưng mà giờ này chưa có hạ cánh, bây giờ còn hơi sớm. Sáng nay ở phi trường Tân Sơn Nhất, khu vực đến mình thấy rất là vắng. Chuyến bay Paris-Sài Gòn họ dự kiến là sẽ đến phi trường Tân Sơn Nhất 8:05. Thì trong lúc chờ đợi chuyến bay của con gái hạ cánh thì mình sẽ quay những cái hình ảnh sinh hoạt ở phi trường Tân Sơn Nhất ở khu vực đến cho mọi người xem. Hôm nay thì mình thấy ở đây họ không có đông lắm như cái lần mình về. Cái lần mình về mà nó rất là đông luôn. Bởi vì cái chuyến mình về là 3 chuyến về cùng một lúc luôn, cùng một giờ. Thì lần này thì mình thấy ở trên bảng chỉ có một chuyến của Vietnam Airlines về thôi. Đây là cái sinh hoạt buổi sáng, bây giờ là khoảng chừng 8 giờ đúng. Chỉ còn 5-10 phút nữa thì chuyến bay VN10 sẽ hạ cánh phi trường Tân Sơn Nhất nha. Giờ mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn. Mình đi xem một vòng ở cái khu vực phi trường Tân Sơn Nhất.
ở đây những cái thân nhân của những cái du khách sắp sửa về đến Việt Nam đón thân nhân thấy rất là vui nha. Tâm trạng ở những người ở đây họ rất là hạnh phúc trong lúc chờ đợi thân nhân đến. Bây giờ mình đang đứng ở cột số 10 ở khu vực đến phi trường quốc tế. Thì lần trước mình về đến đây đó, mình đi xe của hãng, nó đúng là của, không phải là của hãng, xe đây là xe của bên Booking, mình được ưu tiên. Thì xe của Booking họ mướn, họ đón cho mình không có mất tiền, mình đi free. Mà xe mình đi là 16 chỗ. Đây mình quay cho mọi người xem những cái gian hàng ở ngay khu vực đến phi trường quốc tế đây. Hôm nay khí hậu mình thấy trời không có nắng, nhưng mà ở cái khu vực phi trường này mình thấy nó hơi oi. Không biết mọi người như thế nào chứ mình thấy hơi oi. Đây, bây giờ mình đi bộ một khúc, mình quay cho mọi người xem đó. À, đây có cái chuyến bay hạ cánh xuống rồi đây, ở nước ngoài về. Nhưng mà không biết của hãng nào thôi. Nhưng mà mình thấy đa số, mình thấy người ở đây gốc Ấn là nhiều. Đây, chuyến bay Paris-Sài Gòn dự kiến là 8:10, thì bây giờ là 8:05 thôi, đã hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất an toàn. Bây giờ chỉ chờ con gái mình làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý xong, mình sẽ đưa các con và các cháu mình về hotel. Mình thấy cái cảm giác mà thân nhân của những cái du khách đứng chờ đợi để đón gia đình hay là bạn bè người thân trở về Việt Nam đó, đi du lịch hay về hè hoặc là về Tết, phải nói là cái cảm giác này rất là vui nha. Riêng mình là người ở bên nước ngoài, mình về đây mà hôm nay mình đi đón các con các cháu mình về đi hè ở Việt Nam, cái cảm giác mình cũng rất là vui. Trong lúc mình đang chờ đợi con cháu mình ra thì mình ghi lại những cái hình ảnh của các con và các cháu mình khi đến Việt Nam, coi cái cảm giác của tụi nhỏ nó như thế nào. Riêng mình thì mình rất là vui, rất là hạnh phúc khi đón các con các cháu về Việt Nam đi hè. Cái chuyến bay Delhi họ đáp xuống lúc 7:00 hơn á, thì bây giờ mình thấy họ đã đi ra khỏi phi trường đây. Mình thấy đa số là người Ấn á, bởi vì cái chuyến bay này phát xuất từ Ấn Độ nha. Đây cái group của người Ấn đây, họ đứng chụp hình lưu niệm mà khi đến Việt Nam mình đi nè. Thấy họ rất là vui, các du khách nước ngoài đến Việt Nam mà được như vậy là quá tuyệt vời luôn. Đây là cái group du lịch của người ngoại quốc ở bên Ấn. Chuyến bay ở Delhi họ đáp xuống và đến ngay trước cửa phi trường này, họ đi từng đoàn một rất là đông. Bà xã mình rất là háo hức khi đón các cháu về. Bây giờ cái đang đứng ngay trước cửa ra của khu vực đến đây. Chào ta phải không? Đây là những hostess của hãng Qatar Airlines. Đây là cái các cô hostess của hãng máy bay Vietjet Airlines đây, mặc áo đỏ.
Hôm nay đi đón vợ chồng Vi với Sis với mấy cháu, thì có chị Dung đi nữa, với lại ông, với lại anh Trang đi đón. Đây tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đây. Bắt đầu chuyến bay của Pháp về đó. Đây bây giờ vợ chồng con gái mình nó ra rồi đây. Cú cú. Ali. Ui lên lên sân. Ok, vô khỏe không con? Chuyến bay các cháu đi về Việt Nam lần này coi như là khoảng 7 năm rồi. 7 năm rồi các cháu chưa được về. Thì lần này về chung với các cháu nhỏ, các cháu ngoại của mình, đứa nào bắt đầu cũng lớn rồi. Lúc đi lần trước thì nhỏ, bây giờ lớn, bây giờ hiểu biết nhiều hơn. Hy vọng rằng là cái chuyến đi về Việt Nam lần này nó rất là thích, và trong tương lai nó sẽ về thường xuyên. Chuyến bay Việt Nam Airlines để bay từ Pháp về lại tới Việt Nam thì rất là đúng giờ nghe. 8 giờ 5, 8 giờ 10 thì nó bay đáp xuống, thì 9 giờ hơn một chút thì vợ chồng con gái mình với mấy đứa cháu ngoại ra đến cửa phi trường khu vực đến đây. Đây bây giờ là gặp ngay chị Dung với cô bé Sô-cô-la với bé Trang đến đón vợ chồng của Thành với lại Vi. Mọi người ai cũng rất là vui. Sau khi đón các con xong xuôi rồi thì bây giờ bà xã mình đi ra ngoài gọi phone cho các anh tài xế xe 6 chỗ đến đón. Lý do rằng là đậu xe lâu trong đây không có được, nên mà khi về đến rồi thì mới gọi. Bông sơn với vali. Vali này nè. Chờ bây giờ gọi, bây giờ mới gọi xe, bởi vì chờ tụi con đến mới gọi. Này dây dân đây, đó cậu thứ hai. À, Winston đâu, cậu là cậu thứ ba. Đây cậu cả đây. Cậu cả chắc không được ngủ, thấy mệt mỏi quá rồi đó. Các cháu cái chuyến đi lần này về tổng cộng có 13 cái vali, với hai cái vali nhỏ của mình thành 15. Thì xe họ sẽ đón chở xe 16 chỗ đón cả gia đình về chung đến Sedona Swiss ở trung tâm thương mại Sài Gòn Centre. Tổng cộng là 15 cái vali, rất là nhiều nha. Vi, con phải là photo Vi. Em. Bây giờ cả gia đình mình chụp tấm hình kỷ niệm đi hè Việt Nam trước cửa phi trường Tân Sơn Nhất. Rất lấy làm tiếc khi vợ chồng con trai mình về cuối tháng chứ không có về cùng ngày với con gái. Vì vậy mấy đứa cháu nội thì nó về chung luôn, nhưng mà sẽ gặp sau. Mình mướn cái xe 16 chỗ này, thực ra anh Tài này anh đến hồi nãy rồi. Nhưng mà vì chờ lâu quá nên mình nói khi nào mình đến á, các con nó đến rồi sẽ gọi phone. Đó, chờ 15 phút sau thì anh Tài anh đến. Anh ta này còn trẻ lắm, rất là to con nha. Nên 15 cái vali này mình nói rằng là anh cân không có xi nhê gì hết. Nhà đã an toàn ngồi trên xe 16 chỗ. Thì bây giờ là số 6 mấy đó, 6 mấy. Đây, trên đường mình về khách sạn đây. Air France ăn dở lắm. Đi Việt Nam Airlines thì ok rồi. Xí xe có ngủ được giấc nào không? Ngủ ghé quá trời. Lên này có ngủ được.
Đấy, ngủ được là khỏe, sợ là lên nó bay dằn ngủ không được đấy chứ. Cái chuyến bay của papa đi nó bị rung quá, nó bị tiểu loạn. Rồi, hiện tại bây giờ xe đang trên đường Trường Sơn, trực chỉ về hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Hotel Appartement Sedona Suisse. Passport hỏi gì? Nó nói là cái visa của con périmé. Bên trái mình là công viên Hoàng Văn Thụ đây. Đây, hiện tại bây giờ mình đang ở đường Nguyễn Văn Trỗi đây. Đường Nguyễn Văn Trỗi trước đây là đường Cách Mạng nha. Trước 75. Tên đường này gọi là đường Cách Mạng. Đây, xe bắt đầu đi qua cầu Công Lý. Qua cái cầu này là trực thuộc về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Bên tay phải mình là chùa Vĩnh Nghiêm đó. Con đường này đối với mình rất là nhiều kỷ niệm. Mình nhớ mang máng chùa Vĩnh Nghiêm xây được lúc mình được 7-8 tuổi. Và cái khu vực này trước đây là sông nha. Bên trái mình là trung tâm Thích Quảng Đức. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này trước đây là đường Công Lý. Thì đường Công Lý trước đây, trước 75 thì có chỉ 4 làn xe thôi. Bây giờ được sửa chữa thành 6 làn xe. Nên cái khu vực đường Công Lý này tương đối cũng khá rộng, đường đi cũng rất là thoải mái. Bình thường vào những cái giờ cao điểm thì đường Công Lý này cũng kẹt xe kinh khủng lắm á. Mặc dù đường tương đối khá rộng nhưng mà kẹt xe là vẫn kẹt xe thôi. Nhưng mà hôm nay rất là run rủi trời thương nên vắng xe. Trước mặt mình đây là cà phê Suối Đá, thỉnh thoảng mình cũng ghé đây uống nước và nghe nhạc. Bên tay phải mình đây đó cũng là trường của Tây, xây rất là lâu rồi. Đây là trường Marie Curie. Đây, trước mặt mình đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên tay phải mình là Dinh Độc Lập. Cái này Dinh Tổng thống ở Assis, trước 75. Và đây này bây giờ nó làm khu du lịch, người ngoại quốc đến đây rất là đông. Hôm nay ở cái khu vực 30 tháng 4 này, cái công viên 30 tháng 4 này, mình thấy rất là đông người bản xứ họ ra ngoài này. Dinh Độc Lập đây, hôm nay là có rất là nhiều người đi tham quan, du khách đến đây tham quan cái Dinh Độc Lập. Và bên trong họ làm cái park để giữ xe Honda rất là nhiều. Đây, mình đang ở trên đường Lê Lợi với là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Bên tay phải mình là Sài Gòn Square. Bên trái mình là Sedona Suisse với lại trung tâm thương mại Takashimaya Sài Gòn Centre. À, vô đây nè. À, là... Đây, cái tòa nhà Sedona Suisse này. Chỗ này là chỗ mình lưu trú ở đây.
Đây, phải nói là cái chuyến đi đi chơi của gia đình Vi là 13 Cavalry rồi. Nhìn rất là khủng khiếp luôn. Nói vậy thôi chứ thằng cháu ngoại út của mình đi Vi nó mang theo cả một cái thùng sữa, một cái vali sữa. Gần như là nửa cái vali về push, về cái tã để thay cho cháu. Nhỏ nhỏ mà đi phải mang rất là nhiều đồ. Có vali nhỏ của mình nữa nghe. Đếm đủ vali chưa total? Donia Kenvin. Dạ nhà mình cứ lên lầu 28 trước nha. Ok. Lầu 28 là cái lầu khu vực tiếp tân của hotel apartment Sedona Suisse. Đây hôm nay gia đình con gái mình đến Sài Gòn an toàn. Còn thiếu vợ chồng con trai mình cuối tháng mới về. Vô hết luôn đi, Vi vô luôn. C'est là-bas, c'est pour le buffet là. Đấy, bây giờ mình phải check in này. Ê, chào cháu. Cười đi, cười đi. Giờ phải chào. Hello Việt Nam. Bonjour Việt Nam. Nói nào. Đi mầm mầm nè, đi mầm mầm, đi mầm mầm, đi mầm mầm, đi mầm mầm, đi mầm đi mầm mầm, đi mầm mầm, đi mầm mầm. Thằng cháu ngoại mình lần đầu tiên gặp chị Dung á, giơ tay là nó bế mà nó không có sợ, cũng không có khóc. Hiện tại bây giờ cả gia đình nhà mình đang ở trong cái sảnh của cái hotel apartment Sedona Suisse. Đây là một cái tầng 28 nha. Trước mặt mình đó, đó là cái khu vực ăn sáng của hotel buffet đó. À, nó nhớ hơi bà ngoại rồi. Ở bên Pháp á, thì cháu ngoại mình nó đeo bà ngoại như Sam vậy á. Ôi trời ơi á. À, mặt không làm gì vậy không mặt, sợ không thấy mặt, mặt nó hình sự nó sợ đó nó lạ đó. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này ở đây và không quên mến chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn các bạn ở clip video tiếp theo nha, để mình cái video này quá dài nên mình chia làm hai.